các bạn thấy nắng chưa? Nắng vàng mắt, hôm nay 40 độ. Về quê bác. Hôm nay em về quê mà, hôm nay chủ nhật cuối tuần. Các cháu về quê chơi. Đấy, người ta gọi là nắng Sơn Tây mây Ba Vì thì cũng gần mà Ba Vì gần Sơn Tây rồi. Bác nhìn cái nắng này thì biết được. Đấy, chưa. Chơi đây. Chẳng có gợn nào cả. Chẳng có một gợn mây nào cả. Đấy thì một loạt cây phải làm rồi. Cây xanh này thì chưa khoe các bác. Cây ổi, một loại ổi đấy. Với lại cây chắc, cây du thì đều đến lúc làm hết rồi. Cây ổi về đấy nhiều quả lắm. Thì cứ từ từ các bác, một loạt dưới chứ. Cây ở quê, nhà. Bây giờ có cái chung này ở trong cái chỗ bàn ống nước này, mát. Thì làm cái này luôn các bác. Đấy, hôm vừa rồi về mới làm ấy, nhưng mà bây giờ nó lại ung tùm rồi. Cái cây này thì chắc chắn sẽ có quả bác, cũng có quả rồi mà. Thì bây giờ đang để nó ổn định chậu và ổn định răm thì sẽ nuôi quả, sẽ có quả thôi. Cái cây to của em trở từ dưới Hà Nội về kia hôm nay đã thấy nhiều quả rồi. Đấy, thì cứ ổn định thời gian là nó có quả thôi. Bây giờ làm cái này các bác nhé, cây này. Bây giờ cái cây sung rất là đẹp, nó lùn nhưng mà quay này các bạn chẳng nhìn thấy gì, phải làm luôn rồi. Đấy. Lên vượt cả mặt rồi. Đấy, nhà quê. Cây này sau thì tôi lại chuyển đến Hà Nội chơi cây sung ở trong nhà. Nó có mấy cây, tôi cũng mấy cây sung ấy, nhưng mà chơi mấy cây cho nó vui, cho nó phong thủy. Nhà có cây sung cây cho nó sung túc. Đấy nhé. Vậy bây giờ cắt thôi. Dài quá, xén hết. Đấy, nhìn như rừng. Cắt ngay xưa. Mít chín quá, quê có mít, mùi mít chín đâu đó đây. Cứ để dầm này nó cũng không tốt đâu các nhé, ở trong là nó bỏ răm ngay đấy. Này cắt.
bắt đầu hình thành cái form rồi, sơ bây giờ mới cắt, bây giờ mới cắt chuẩn lại một lần nữa. Đây vỏ chi. Thank you.
Các bác có lấy ít về ăn nem không? Ăn nem ăn lá ăn rau sống rất bùi, không có bị nổ lá những cái nốt sâu nhá, sạch đấy. Đây là đây, đây đây, nhìn hơi sắc sơ nhưng mà giá mà lọc hết lá và để một mấy hôm nữa nó phun ra thì nó lại mất mắt. Bây giờ vừa cắt xong nhìn nó chưa được mượt, nói thẳng là như thế. Nhưng mà nó là một cái cây sung quý, cây sung rất hay, rất tự nhiên các bác nhé. Lên đến đây cái là chia ra chứ không có cần phải cắt giật gì cả, chia luôn, chia đây đấy. Thế vào ngày trước nó quả nó từ tay đến gốc nó buông xuống đất này, thích lắm. Thì sắp tới em sẽ làm cái khay, khay rộng để đặt lên cái khay nước, để nước lên đặt lên. Đấy. Các bác ạ. Đấy. Thì là cái sung. Ở quê thì nói thật là thi thoảng mới về, nhiều khi cũng không chăm được nhiều. Đấy. Thì các bác nhìn nó là một cây sung rất là hay. Không có cái bàn xoay nên là cứ hơi vất. Đây, nó vẫn có những cái vòi quả này, nó đang ra quả này các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, đây là đích thị là quả đấy các bác nhé. Đấy, quả nhá. Đấy, thì... Dạ. Đấy, xong rồi. Thôi, ăn cơm trưa các bác nhé. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, có nhiều cây đẹp nhé. Chiều em lại làm tiếp những cây còn lại. Còn nhiều lắm, nhiều việc phải làm lắm. Các bác nhé.